Các bạn thân mến, đây là cái TV Sony KD43X8300C và nó cũng đang bị hỏng nguồn, nó lại bị một cái dạng khác các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tôi kiểm tra nhé. Bây giờ tôi sẽ cắm điện bật điều khiển từ xa này. Đấy, chúng ta thấy là nó không hề có đèn báo này, có nghĩa là bệnh này nó vẫn như các bệnh khác. Thế thì đứng trước cái bệnh này thì bây giờ chúng ta lại phải phân tích xem nó bị sao. Thế đây, chúng ta phân tích như thế này. Đấy, cái hiện tượng là máy không lên đèn báo, không sáng màn, không hoạt động. Nguyên nhân là do hỏng bo nguồn, hỏng bo này này. Tuy nhiên hỏng thì nó hỏng ở dạng gì? Chúng ta kiểm tra, một là hỏng mất 300V này. Hai là hỏng cái mạch nguồn 3,3V standby này. Ba là hỏng cái mạch nguồn chính này. Nhá, thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem là nó tại cái nguyên nhân gì trong ba nguyên nhân này các bạn nhé. Thế thì trước hết là chúng ta tháo ra, chúng ta lại đo cái cầu chì cái xem có đứt không. Nếu như cầu chì đứt thì đấy là cái bệnh mất 300V các bạn nhé. Tôi để thang nhân 1, tôi đo cầu chì. Như vậy là cầu chì không đứt. Điều này có nghĩa là cái điện áp 300V nó sẽ còn các bạn nhé. Và bây giờ các bạn quan sát nhé, tôi sẽ kiểm tra cái điện áp 300V này. Bây giờ tôi cắm điện này. Tôi đo điện áp 300V ở trên cái tụ này các bạn nhé. Các bạn thấy nó vẫn có 300V nhé. Và nó có vẻ là bị dao động từ 300 đến 390. Cái điều này có nghĩa là cái mạch nâng áp này nó đang hoạt động rồi ngắt, hoạt động ngắt. Đấy. Cái nguồn standby, chúng ta kiểm tra nguồn standby nhé. Chúng ta để que đen ở sắt xi máy này. Que đỏ chúng ta để vào đầu cái diode này. Như vậy là nguồn standby vẫn bình thường các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đo điện áp ra 12V này xem có không các bạn nhé. Điện áp này nó bị dao động các bạn nhé. Các bạn thấy điện áp này nó bị dao động. Có lại mất này. Có lại mất này. Có lại mất này. Đấy, chúng ta để thang 50V, chúng ta thấy điện áp 12V này. Cái đường 12V tôi đang đo vào hai chân tụ này các bạn nhé. Đây. Thì chúng ta quan sát đồng hồ này, nó bị dao động này. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta phân tích bệnh như này nha. Như vậy là cái bệnh của chúng ta hiện nay là nó đang bị nguồn 300V thì có là loại trừ đi này. Mạch nguồn ban standby có loại trừ đi này. Như vậy là hiện nay đang hỏng cái nguồn chính này. Cái nguồn chính nó đang bị dao động. Thì cái điện áp mà đầu ra nó bị dao động như thế này là nó do mất hồi tiếp các bạn nhé. Thì đây các bạn thấy cái quan sát cái sơ đồ này, cái điện áp ra đây nó hồi tiếp về qua cái con IC6401 này, rồi nó này, cái con này là con này nó không phải dùng IC K431 nhưng nó tương đương các bạn nhé. Rồi con PH6501 này là con photo quang về đây này. Đấy, hiện nay nó đang bị mất hồi tiếp này, thì cái bệnh của cái máy này nó bị cái bệnh là nó điện áp ra nó bị dao động do điện áp nó mất hồi tiếp này. Thì bây giờ chúng ta đo nhé, nó đang dao động như vậy thì chúng ta đo trên 1,2 này xem có điện áp không các bạn nhé. Nếu như điện áp trên 1,2 mà vẫn có thì các bạn thay photo quang là nó sẽ được các bạn nhé. Còn nếu điện áp trên 1,2 mà mất thì một là nó do đứt cái con trở này, hai là do đứt một trong hai con trở này, và ba là hỏng cái con IC này. Đấy, các bạn hiểu nó như vậy nhé. Và bây giờ tôi đo xem các bạn xem nhé. Thì cái con ở đây chúng ta thấy là trong cái nguồn này nó cũng chú thích cho chúng ta rõ luôn rồi, rất là rõ rồi các bạn nhé. Các bạn quan sát vào đây các bạn thấy là người ta ghi rõ đây này là PH6501 12V SP, tức là gì, hồi tiếp cho đường 12V các bạn nhé. Thì bây giờ nó đang bị mất hồi tiếp cái đường 12V này của cái nguồn chính.
Thì bây giờ tôi đo điện áp chân 1,2 xem nó có không các bạn nhé. Thì giờ các bạn quan sát nhé. Tôi để thang 2,5 đi cho nó dễ quan sát. Rồi bây giờ tôi cắm điện này. Tôi đo que đỏ và chân 1, que đen và chân 2. Chúng ta thấy nó gần như là mất điện các bạn nhé. Điện áp gần như là bị mất. Bình thường là cái điện áp chỗ này nó phải có khoảng 1V các bạn nhé. Khoảng 1V. Bây giờ tôi đo lại cái điện áp standby này. Chúng ta thấy nó có 3,3 này nha. Tôi đo cái điện áp này này. Bình thường là chân 1,2 nó phải có khoảng 1V các bạn nhé. Hiện nay đang bị mất này. Điều này có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra nó gần như mất hẳn này. Thì điều này chúng ta phải kiểm tra cái con nó vẫn còn hơi một chút xíu thôi, cũng có thể là do chập cái con diode này, cũng có thể là chết cái con này, còn đứt trở thì không phải các bạn nhé, bởi vì nó có một chút xíu điện. Đấy, thì bây giờ tôi thay photo khoang trước, mà không được thì tôi thay con này các bạn nhé. Tôi rút điện ra này. Trong quá trình sửa chữa cái nguồn này thì các bạn có thể là tháo cái rắc này ra cũng được, nha. Nếu như chúng ta lấy cái lệnh trực tiếp, chúng ta chọc cái chân peon vào trực tiếp cái đường 3V để chúng ta kiểm tra nhé. Đây, cái đường hồi tiếp nó đi qua con này các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ thay con photo quang này trước các bạn nhé. Trước khi chúng ta thao tác thì chúng ta lên xả điện dư trên tụ đi nha, để tránh cái hiện tượng là nó chạm chập, nó làm cho chết linh kiện nha. Chúng ta lấy cái mỏ hàn này, chúng ta xả điện trên tụ đi. Đây con này. Bây giờ tôi thay con này bằng con 431 các bạn nhé. À xin lỗi các bạn, PC87 chứ. Con photo quang này chúng ta thay bằng con PC87 nhé. Và chúng ta cũng nhớ rằng là cái chân 1,2 nó hướng về cái bên phía thứ cấp này. 1,2 nó hướng về bên phía thứ cấp. Chúng ta bẻ quặp cái chân này để nó giữ nó khỏi rơi. Bây giờ nếu như mà chúng ta mà chưa đấu vào bo mạch, chúng ta sửa cái nguồn này thì chúng ta có thể đấu. Đây, chúng ta hãy đấu cái chân lệnh peon này vào cái đường 3,3V nha các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cho nó chạy được. Đây, tôi tạm thời đấu cái lệnh peon này vào 3,3V này. Thì tôi sẽ cho cái nguồn chính nó chạy được. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát nhé, xem là nguồn nó đã chạy chưa nha. Chúng ta để thang 50V này. Bây giờ tôi đo điện áp rồi vào hai đầu tụ này, rồi tôi cắm điện này. Giờ tôi cắm điện, các bạn quan sát này, nó vẫn có rồi mất. Khi mà chúng ta không cắm tải vào, tức là chúng ta không cắm bo mạch vào bên bo tín hiệu này vào này, thì nó lại có rồi mất. Nó có thể nó dao động nhưng nó rất chậm các bạn nhé.
chúng ta cắm cái bo này vào thì nó bị dao động này, còn chúng ta mà không cắm cái bo này vào thì nó sinh ra cái hiện tượng là có một lần rồi mất. Như vậy là cái con photo quang này chúng ta thay nhưng mà vẫn không được. Bây giờ chúng ta phải thay con 431 này. Con này nó không phải là con 431 các bạn nhé, nó tương đương thôi. Chính vì nó không phải của 431 cho nên là cái chân nó khác với 431 các bạn chú ý nhé. Cái con này chân nó khác với 431. Thông thường cái chân cái con 431 ấy thì cái chân R nó ở bên trái này các bạn nhé. K là bên này và A là ở trên này. A là ở đây này. A là ở đây này. K là ở đây này, R ở đây này. Nhưng mà cái con này thì nó lại chúng ta lại thấy là đây này. Đo cho các bạn thấy này, cái chân đáng nhẽ nó là chân R. Thì bây giờ tôi đang để thang nhân 1 nha. Thì bây giờ nó lại thông với đây, chân này nó bây giờ nó thông với chân số 2 của photo quang này các bạn nhé. Nó thông với chân số 2 photo quang cho nên chân này nó đổi thành chân chân K, chân R nó ở bên trong này các bạn nhé. Chân R nó ở bên trong này, nó thông đến đầu các cái con trở này, này. Đấy. Cho nên là bây giờ chúng ta thay cái con 431 kia vào thì cái chân R nó nằm ở bên tay trái của chúng ta. Đây tôi mua được mấy cái con 431 dán đây, người ta bán theo dây 3.000 con các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ bóc ra tôi lấy một con. Cái con này nó khá là nhỏ, chúng ta đây. Đấy. Thế thì cái con này nó có cái đặc điểm như này. Cái chân của nó là chân R. Nó là 431 nhưng mà chân R nó ở bên trái các bạn nhé. Để theo tư thế này thì chúng ta thấy là nó ghi ở trên thân là 431. Thì cái chân R nó ở bên trái thì bây giờ các bạn chỉ việc là sao? Ngửa bụng nó lên thôi để các bạn hàn nó vào. Và bây giờ tôi sẽ thay cái con này nhé. Tôi tháo cái con này ra. Đấy, con chết đây. Bây giờ tôi sẽ bồi thêm tí thiếc vào cho nó cao lên các bạn nhé. Và bây giờ tôi làm cái động tác là tôi ngửa con này, ngửa bụng lên các bạn nhé. Ngửa bụng lên. Ngửa bụng theo hướng này. Đấy, và bây giờ tôi sẽ bẻ chân nó xuống một tí. Vuốt chân nó xuống một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ hàn theo cái hướng là nó ngửa bụng lên trời. Thì chân nó sẽ được trùng với cái con cũ các bạn nhé. Ok, tôi đã hàn thành công rồi các bạn nhé. Con này nó hơi nhỏ các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Bây giờ tôi đo điện áp đầu ra. Và nếu như nó không bị mất nữa là ok các bạn nhé. Tôi để thang 50V. Tôi đo hai đầu tụ lọc đầu ra này. Bây giờ tôi cắm điện. Các bạn thấy nó đã ổn định rồi các bạn nhé, nó không bị mất điện áp, nó có rồi nhé, nó mất không bị mất đấy nhé. Ok, và bây giờ tôi sẽ lắp vào để tôi test các bạn nhé. Trước khi tôi lắp vào thì như chúng ta đã có thói quen là gì, chúng ta xả điện trên tụ đi nhé, để tránh cái trường hợp là điện áp trên tụ nó tích và chúng ta cắm dây vào nó nguy hiểm đến cái bo mạch của chúng ta nhé. Ta gỡ cái dây này ra.
Như vậy là các bạn thấy là gì? Cái con này nó không phải là con 431, riêng nguyên bản của nó không phải là 431. Nó tương đương thôi và nó ngược chân. Và chúng ta đã thay vào con 431, tôi đã thay vào con 431 và chúng ta ngửa cái bụng nó lên. Thì chân nó trùng với con cũ, các bạn chú ý nha. Ta bắt tạm hai con ốc để giữ. Rồi giờ chúng ta quan sát nha, để cắm điện. Bật điều khiển này. Đấy, nó ra lên đèn báo các bạn nhé. Ok rồi. Đấy, các bạn quan sát nha. Quan sát hình ảnh nha. Đây nó lên khởi động Suli rồi các bạn nhé. Khởi động màn hình Android này. Ok.